Epson 205 anh em ha, máy em gu à. Giá thì 14.500 nhé, đời 206, riêng nguyên hết. Để xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Phú Hóa ha. Thì trong video báo giá ngày hôm nay giới thiệu với tất cả quý anh chị em và các bạn con quay Repson đời 206 nhé, xe zin nguyên anh em nhé. Xe zin nguyên từ trong ra ngoài, từ dàn áo, dàn chân, mâm, máy móc, tất cả các thứ đều là zin nguyên ha. Thì cửa hàng xe máy Hữu Hóa thì có trả góp và có ship xe anh em ha, đặc biệt là trả góp không đồng, anh em không cần trả trước và không cần trả trước nhé, vẫn lấy được cả vẹt gốc và giấy tờ xe mang về nhé và xe nha. Thì có trả góp online luôn nha anh em. Thì địa chỉ và số điện thoại em luôn để dưới phần mô tả nha anh em. Địa chỉ của cửa hàng xe máy Hữu Hóa là 941 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ theo cái đầu số là 0918 608 869 nhé, làm việc trực tiếp đến cửa hàng. Còn trong video báo giá ngày hôm nay thì giới thiệu với anh em con Repson nha. Repson nha, Repson này là Repson đời 206, xe zin nguyên. Đấy, bây giờ em sẽ chi tiết, anh chị em mình ai mà có nhu cầu thì đón xem kỹ video giúp em nhé. Con này thì báo giá luôn cho anh em là 14.500, nói chung là giá trên còn thương lượng. Đấy, vậy nha anh em. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết con Repson đời 206 xem tình trạng của nó như thế nào. Sau nói chung là mười mấy năm thì sử dụng thì tình trạng của nó như thế nào nhé. Còn zin theo xe rất là nhiều. Đấy, đây anh em coi những chi tiết này. Cái này dàn ngoài nhé, em sơ lược cái dàn ngoài trước, sau đó rồi em sẽ đi về cái phần máy móc rồi test tiếng máy cho anh em nghe. Thì anh em nào mà nếu như mà có nhu cầu muốn mua thực tế á, thì coi kỹ video giúp em nhé, tại vì trong video thì em cũng có sẽ quay rất là chi tiết, quay rất là chi tiết cho anh chị em mình ha. Áo zin anh em nhé, áo zin này, tem zin này, tất cả là chầy nhưng mà zin ha. Đấy, cái này chấp nhận được là ok này, mấy cái tem bộ vọng là chầy nhưng mà cái dàn áo là còn ngon này anh em, ok ha. Rồi về nè, đấy rất là đẹp nha, rất là đẹp nha. Hai dàn chân này anh em nè, ok ha, dàn chân cũng rất là chuẩn nha. Dàn chân rất là chuẩn chỉ anh em ha, mâm đẹp nha anh em, mâm rất là đẹp nè, mâm rất là đẹp anh em nè, mâm rất là đẹp ha, dàn chân ha. Thì trong video báo giá xe cũ thì em sẽ sơ lược chi tiết rất là rõ ràng cho anh em ha. Thì anh em nếu mà anh em nào thực tế muốn mua là anh em sẽ coi hết chi tiết đã, nó rất là hữu ích cho tất cả anh em ha. Thì anh em yêu quý nhớ cho em xin lượt like, lượt đăng ký nhé. Mâm đĩa đồ heo dầu đồ tất là đều zin theo xe anh em ha, rất là đẹp. Còn rất là đẹp này, chuẩn chỉ luôn đấy. Ok anh em không, anh em thấy cái xe không, cái tâm bánh xe đồ ha, rất là thẳng tắp nha, không có lệch lạc gì anh em ha. Đấy, con xe rất là chuẩn chỉ luôn anh em. Repson 206 zin, máy móc zin, dàn chân, dàn áo đồ tất cả là theo xe ha. Rồi bây giờ qua phần máy móc này anh em này. Đấy, anh em thì yêu cầu là quay kỹ máy móc nhiều hơn đó, các đầu máy rồi các cái đầu nòng đồ á, thì con này là rất là đẹp nè anh em này, không dấu chẳng khóa nha, zin. Đây thì anh em coi, coi chi tiết giúp em. Đấy. Đấy, cái chi tiết này, tem rồi rin của nó, cái màu rồi vẫn còn hết ở trên này anh em ạ. Nói chung là máy là zin anh em ha, máy móc là nguyên zin, dàn chân đồ là tất cả đều zin theo xe hết. Đấy thì tí hồi em test máy nhá, tí hồi em test máy anh em tham khảo thử. Rồi bây giờ đi phần hông nè. Đây anh em nhìn cái lốc nồ hả, cái lốc máy này. Đây zin nhá, đây này chi tiết sử dụng này. Đấy, nó còn nó mài mòn đây này, chưa dập tốt nha. Tần số này, gắn ở để chân này, hay dàn chân đồ còn ok ha. Hộp xích nha, zin nha, không dập tốt này, cuộc ok này mọi người này. Tất cả anh em tham khảo luôn, giá chỉ có 14.500 anh em ha, giá 14.500, nói chung là trả góp ship xe đầy đủ cho anh em thôi. Repson nhá, tem zin nha cả nhà. Đấy, chất lượng quá, con xe 206. Đấy,
chung là vỏ đồ là dày dày cui anh em ha. Nói chung là anh em mua về là anh em sử dụng liền, chứ anh em không phải là sửa chữa hay thay thế gì hết nha. Mâm rất là đẹp nè anh em. Nói chung là dàn chân mâm rất là đẹp ha. Đấy, tất cả các chi tiết đều zin này ha. Ốc tán đồ là số 8 đầy đủ hết ha. Dàn chân là ok chuẩn. Biển còn 4 số anh em ha. Nói chung là sang tên rút gốc mà trả góp xếp xe. Nói chung là sang tên toàn quốc anh em ạ. 60V6 này, 5616 này. Đó, sang tên rút gốc trả góp xếp xe hết nha này. Đây dàn chân sau. Đấy, má này. Anh em coi những chi tiết nó đẹp không? Cận kỹ luôn này. Chi tiết này. Thuộc còn zin theo xe nhá. Đó. Này, gác chân này, bô bọng là còn đẹp ha. Bô bọng còn rất là đẹp. Đấy, sườn xám anh em ha. Sườn là sườn xám này, tem thông số này, 206 này. Tem thông số vẫn còn nguyên nha mọi người. Đấy, tem thông số anh em nhìn cái gắp đồ này rất là đẹp nhá. Rồi bên này cũng vậy này. Đấy, nói chung là cái chày áo chày tem này là không thể nào tránh khỏi anh em ha. Thì rất là lâu rồi. Con xe thì đời 2006 đến giờ rồi, chúng ta không thể nào đòi hỏi là nó hoàn hảo rồi. Giá thì nó chỉ có 14.500 thôi. Với cái tầm giá này thì anh em lựa chọn mấy con này cũng rất là ok nha mọi người. Đấy. Phong cách thể thao, máy thì máy 100cc nên là cái độ tiết kiệm nhiên liệu của nó thì rất là tốt nha mọi người. Tuy rằng là xe cũ nhưng mà anh em phải lưu ý mình một điều là xe của Honda nó rất là bền anh em ạ, rất là bền. Không xi nhê gì hết nha, êm ái. Lốc cũng rất là đẹp nha, lốc hai bên rất là ok mọi người. Bình xăng, bình đồ là nguyên hết à. Đấy. Quá. Quay lên cho mọi người tham khảo. Đây tất cả các chi tiết này. Đó. Đấy, chi tiết mà anh em hay sử dụng nhiều này, công tắc bật tắt là nút đề này không? Anh em thấy chấm sơn của nó vẫn còn nguyên rất là đẹp nha, nét nha. Hai nữa là phần đồng hồ 58.000 ha. Đây, này, điện đèn còi này, xi nhan đồ tất cả các thứ này, gương kính đầy đủ ha. Rồi bây giờ đấy thì nói chung là một con xe cũ thì khi quay video lên thì em phải chi tiết hết tất tần tật đó, từ trong ra ngoài, từ dàn chân dàn áo đến phần máy móc ha, rất là ok nha mọi người. Này, sườn đồ ốc tán đồ cũng rất là đẹp ha, chuẩn chỉ. Đấy thì em phải chi tiết rất là nhiều thứ xung quanh để yên là còn theo xe hết nha mọi người. Thì để cho mọi người ở xa, ví dụ anh em nào ở xa thì anh em coi chi tiết được hơn ha. Đấy, anh em coi chi tiết tốt hơn. Đấy, anh em mua thì đỡ mất thời gian của anh em nhé. Yêu cầu của một vài anh em thì anh em thích nghe tiếng máy nhiều hơn là nghe tiếng bô á, thì em cũng lắng nghe ý kiến của tất cả các anh em, thì em cũng nghe quay về cái phần máy nhiều hơn ha, tập trung về phần máy móc nhiều hơn cho anh em. 14.500 nha anh em, 14.500. Nói chung là xe thì máy móc nguyên zin, dàn chân dàn áo rồi tất cả đều zin cho xe ha, rất là đẹp. Sườn đồ bọc rồi cũng rất đẹp ha, sườn xám anh em nhé. Mọi chức năng đều hoạt động hoàn hảo anh em ha. Đấy, xe thì xe bánh mâm 14 năm. Trả góp ship xe nhé.
êm ái nhẹ nhàng, thì 14 năm. Anh em nào mà đam mê thì liên hệ nhé. Về Repsol, biển còn 4 số nha anh em, sang tên gốc chạy góc xích xe Phú Hóa anh em ha. Thì anh em có nhu cầu đó thì cứ liên hệ đến trực tiếp đến cửa hàng làm việc nhé, 0918608869 nha. Đấy là số điện thoại gặp tại trực tiếp đến chủ cửa hàng. Nó còn địa chỉ của cửa hàng thì là 941 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Đấy thì anh em yêu quý thì nhớ cho em xin lượt like, lượt đăng ký nhé. Thì anh em nhớ bấm theo dõi vào cái chuông á để coi được nhiều video hơn khi mỗi khi em đăng video nhé. Rồi kênh chuyên xe cũ giá rẻ, rất là cảm ơn tất cả quý anh chị em đã quan tâm theo dõi. Rồi em xin chào, hẹn anh em trong video báo giá tiếp theo nha.